Đây các bạn, hôm nay gia đình mình sẽ đi tìm những con ốc như thế này để bắt nha các bạn. Đây là ở dân địa phương người ta kêu bằng con chồng con xuống nha các bạn. Con này thịt của nó rất là khá là rất là ngon. Hôm nay mình sẽ review bắt những cái con này cho các bạn coi nha. Ở đảo này những cái con này rất là nhiều các bạn ơi. Bây giờ gia đình mình sẽ bắt đầu đi tìm bắt những con xuống đó nha các bạn. Đây các bạn, hiện tại thì mình đã có mặt tại bến đò của Hoàng Giả, huyện Quảng Ninh, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Giờ thì mình chuẩn bị bước xuống đò để một cuộc hành trình ra vì ngoài đảo, review khám phá vùng đảo Điệp Sơn sẽ như thế nào. Nghe nói rất là đẹp và còn rất hoang sơ. Để mình review cho các bạn xem toàn cảnh nha. Giờ mình đi xuống đò. Đây là chiếc đò hôm nay mình sẽ ra ngồi đó nha các bạn. Đi cùng với gia đình vợ con mình các bạn. Hôm nay nói chung là rằm tháng 7 rồi, nói chung là cuối tuần nghỉ lễ nữa, mình có dịp cùng gia đình đi ra ngồi đảo chơi một chuyến và sẵn tiện luôn khám phá hòn đảo Hòn, nổi tiếng với là hòn đảo Phật nằm của tỉnh Khánh Hòa sẽ như thế nào. Hôm nay mình review cận cảnh dọc đường mình đi ra đảo và khi ra đảo sẽ như thế nào. Xíu nữa các bạn nhớ đón xem video của mình nha. Đây các bạn, đây là hòn đảo đầu tiên của dãy đảo Phật nằm của Hoàng Giả Khánh Hòa nha các bạn. Quần đảo này theo như mình được biết là nó có ba hòn nằm liên tiếp nhau các bạn ơi. Nói chung là nó cũng có cái đường đi nối liền nhau giữa ba đảo, nhưng cái đường đi đó sẽ như thế nào là mình cũng chưa ra tới nơi, mình cũng chưa biết sẽ như thế nào. Nếu mà ra tới chỗ rồi mình sẽ quay lại cận cảnh rõ hơn cho các bạn xem những cái con đường nối liền giữa ba hòn đảo đó như thế nào. Nghe là rất là đẹp và nổi tiếng lắm nha các bạn. Đây các bạn, trước mắt mình và các bạn mình cũng thấy một chiếc cầu. Như chiếc cầu này người dân người ta làm để kinh doanh để du lịch là sao các bạn ơi. Hiện tại mình cũng chưa tiếp cận được chiếc cầu đó như thế nào. Xíu nữa nếu mà có dịp mình sẽ lên đảo này mình review lại cái gì đẹp ở trên đảo này không nha các bạn. Đây các bạn, hiện tại mình cũng đã thấy cái hòn đảo thứ hai rồi nha các bạn. Hòn đảo thứ hai nó lớn hơn hòn đảo thứ nhất một xíu, nhưng nhìn từ xa cũng thấy rất là đẹp các bạn ơi. Nước biển rất là trong xanh, thời tiết hôm nay rất là lãng, nó im quá như trong một cái hồ các bạn, cũng khá là đẹp, rất là lý tưởng để cho chúng mình đi du lịch biển như thế này các bạn ơi. Đi cùng với vợ và con nhỏ nó thời tiết gì là mình cảm thấy rất là hài lòng. Hôm nay thời tiết quá là đẹp luôn các bạn, rất là lý tưởng. Hôm nay mình bước xuống biển gì mà mình thấy thời tiết gì mà mình cảm thấy rất là vui các bạn. Trước mắt mình cũng người ta đang làm một cái khu resort khá là đẹp các bạn ạ. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng gia đình có một chuyến đi trải nghiệm tại đảo Điệp Sơn để khám phá hòn đảo này sẽ đẹp như thế nào, và gia đình mình cũng sẽ làm thêm vài phút. Vài phút để review bắt ốc những cái con xuống rất là nổi tiếng ở khu
khu vực đảo này nha các bạn. Những con xuống con trồng theo như ngư dân địa phương người ta nói rất là ngon. Hôm nay gia đình mình sẽ có dịp sẵn tiện review bắt những cái loài ốc này cho các bạn xem luôn nha. Giờ là mình bắt đầu đi ra cái khoảng xe xe về hòn đảo kia nha các bạn, để mình review thử ở ngoài đó nó đẹp như thế nào. Ở đây là đảo Điệp Sơn thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Hôm nay là cuối tuần mình có dịp cùng gia đình đi chơi một chuyến, cũng khá là xa các bạn ơi. Đây là khu người ta ở trung tâm nghỉ dưỡng này các bạn. Người ta làm một chiếc cầu đây để cho những thuyền du lịch cập này các bạn, khá là đẹp. Điệp Sơn nha các bạn. Đây có một cái bãi cạn rất là đẹp các bạn ơi. Người ta trang trí những cái chiếc trong chống quay các bạn. Ở điểm này sẽ có một cái đường ngầm sẽ bắt sang cái con đảo ở ngoài kia các bạn. Cái đường khi mà thủy triều xuống nó sẽ có một cái đường ngầm lộ lên trên mặt nước khoảng sắp sắp để mình đi bộ ra hòn đảo các bạn. Giờ mình tiếp tục mình hành trình, mình sẽ ra hòn đảo đó, mình sẽ review cảnh đẹp sẽ như thế nào các bạn. Ở ngoài đảo này theo như mình tìm hiểu là những người dân này cũng cuộc sống người ta cũng bám vào nghề biển không các bạn, đa số là mạnh chính về ngành du lịch các bạn ơi, đa số là người ta kinh doanh du lịch là nhiều ở hòn đảo Điệp Sơn này. Đây thuộc tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Giờ là mình đang đi trên con đường nổi trên đảo này bắc sang đảo khác nha các bạn. Các bạn thấy đẹp các bạn. Mình đi tàu từ đất liền ra đây mất hết 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Cũng cách đất liền khá là xa các bạn ơi. Ngoài này nói chung là rất là nhiều hòn đảo. Ở khu vực đây người ta kêu bằng một quần đảo của tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Đây con đường đất đang lộ diện trước mặt của chúng mình. Khi mà thủy triều xuống nó rất là đẹp các bạn ơi.
xung quanh con nước. Khe giữa là có một cái đường đi nha các bạn. Cái con đường này giống như cái con đường bắc ngang ra đảo Nhất Từ Sơn của tỉnh Phú Yên ở sông Cầu nha các bạn. Nhưng mà đây nó đẹp hơn cả là ở Nhất Từ Sơn các bạn ơi. Đường cũng đi cũng khá là dài. Nước ở nơi này cũng khá là trong, trong xanh luôn các bạn, rất là đẹp. Đây là hòn đảo trong hồi nãy lúc mình ở trong đó mình review đây. Hiện tại là mình đang đi trên con đường nổi ở giữa hai đảo nối liền nhau các bạn. Đây là ngư dân người ta đang quánh, đang đặt những chiếc bẫy để bẫy cá hoặc những lời cua. Những chiếc bẫy này ngư dân làm rất là công phu, dài lắm nha các bạn. Khi mà có cá thì nó sẽ vô. Những chiếc bẫy như cái tỉnh thì người ta đã cấm hoàn toàn không được đánh bắt thứ này nè các bạn. Đây các bạn, đây có những con cua đây các bạn, cua đang vào bẫy lưới các bạn. Đẹp các bạn. Trước mắt mình là một khung cảnh đối với mình cũng khá là đẹp các bạn ơi. Rất là đẹp. Những cái hòn đảo này hiện tại bây giờ vẫn còn hoang sơ lắm nha các bạn. Dường như dân địa phương người ta tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ những điểm du lịch chứ không có nhà đầu tư nào lớn để về đây hết các bạn. Ở ngoài đây coi khá là còn thô hoang sơ và còn rất là tự nhiên các bạn. Mình tiếp cận đảo này cũng khá là gần các bạn ơi. Đây các bạn, giờ mình cũng tiếp cận được cái hòn đảo thứ hai rồi các bạn. Ở đây cũng quá là đẹp các bạn ơi. Đây là hòn đảo lớn nha các bạn. Nãy giờ mình đi trên cái con đường nổi giữa mặt nước không? Khoảng cách giữa hai đảo có một cái con đường nổi nằm chìm dưới nước các bạn. Đây đây lý tưởng cho những ai thích chụp hình check-in rồi. Khu nghỉ mát rất là yên tĩnh các bạn. Khá là còn hồ sơ các bạn. Đây các bạn, hôm nay gia đình mình sẽ đi tìm những con ốc như thế này để bắt nha các bạn. Đây là ở dân địa phương người ta kêu bằng con chồng con xuống nha các bạn. Con này thịt của nó rất là ngon. Hôm nay mình sẽ review bắt những cái con này cho các bạn coi nha. Ở đảo này những cái con này rất là nhiều các bạn ơi. Bây giờ gia đình mình sẽ bắt đầu đi tìm bắt những con xuống đó nha các bạn. Thank you.
con này vỏ không mà chết rồi các bạn. Đây các bạn, đây được một con nữa các bạn. Cứng lắm các bạn ơi. Lên bít nó bị gãy cái đuôi các bạn. Thôi video của mình xin được kết thúc tại đây. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ. Tạm biệt, chào các bạn, hẹn gặp lại lần sau nha.